Collagen Adiva hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Rất là nhiều cái vị khán giả. Và ngày hôm nay thì đại diện cho team của Sơn Tuyền thì Ngọc Hương cũng có một xíu áp lực, tại vì là khi mà bước vào vòng bán kết rồi thì Ngọc Hương là phải làm sao đó, phải cố gắng và nỗ lực hết mình để có một kết quả tốt nhất.